Ngày quyết định. Marco chương 1 câu 7 tới câu 11. Đối với bất cứ người có suy nghĩ nào thì việc nhận phép rửa của Chúa Giêsu có vấn đề. Phép rửa của Gioan là phép rửa sám hối, tức cho những ai hối lỗi cho tội lỗi của họ và cho những ai mong muốn diễn tả sự dứt khoát từ bỏ những tội lỗi đã phạm. Vậy thì phép rửa này có dính líu gì tới Chúa Giêsu? Ngài không phải là người vô tội sao? Và như thế, phép rửa này có phải không cần thiết và chẳng liên quan gì tới Ngài hay sao? Nhưng đối với Chúa Giêsu, phép rửa có 4 mục đích. Thứ nhất, đó là thời điểm làm quyết định, hay còn được gọi là decision. Ngài đã ẩn cư 30 năm ở Nazareth. Ngài đã trung thành, hoàn thành công việc hàng ngày của mình và chu toàn nhiệm vụ với gia đình của mình. Từ lâu, hẳn Ngài đã ý thức rằng thời gian để Ngài rời khỏi quê hương phải đến. Nhưng Ngài phải đợi một dấu chỉ, và sự xuất hiện của Gioan là dấu chỉ đó. Vì thế, Ngài nhìn thấy thời điểm mà Ngài phải bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình đã đến. Trong mỗi cuộc đời sẽ đến những thời điểm quyết định mà chúng được chấp nhận hoặc bị từ chối. Chấp nhận chúng thì thành công, từ chối chúng hoặc trốn tránh chúng thì thất bại. Cuộc đời chưa được quyết định là một cuộc đời lãng phí, cuộc đời đáng thất vọng, cuộc đời bất mãn và thường là một cuộc đời bi thảm. Cuộc đời trôi nổi không bao giờ có thể là một cuộc đời hạnh phúc. Chúa Giêsu biết khi Gioan xuất hiện là thời điểm quyết định đã đến. Nazareth là nơi yên bình và quê hương ngọt ngào. Nhưng Ngài đã đáp lại lời triệu tập và thử thách của Thiên Chúa. Thứ hai, đó là thời điểm xác định mình, hay còn được gọi là identification. Thực ra, Chúa Giêsu không cần phải thống hối tội lỗi, nhưng đây là một phong trào trở về với Thiên Chúa. Và với phong trào hướng về Thiên Chúa đó, Ngài đã quyết tâm xác định chính mình. Một người có thể tự mình sở hữu sự dễ dàng, thoải mái và giàu có mà vẫn có thể đồng cảm với một phong trào mang lại những điều tốt đẹp hơn cho những người bị áp bức, nghèo khó, bệnh tật, làm việc quá sức và bị trả lương thấp. Sự đồng cảm thực sự tuyệt vời là khi một người hòa mình với một phong trào không phải vì lợi ích của chính mình mà vì lợi ích của người khác. Khi những điều lớn lao sắp xảy ra, Kitô hữu nhất định phải nói: "Hãy ghi tên tôi xuống, thưa Ngài." Vì đó là điều Chúa Giêsu đã làm khi đến để được làm phép rửa. Thứ ba, đó là thời điểm được chấp thuận, hay còn được gọi là approval. Không có người nào lại nhẹ nhàng rời nhà mình và lên đường đi về hướng vô định. Người ấy phải rất chắc chắn rằng mình đã đi đúng hướng. Chúa Giêsu đã quyết định đường lối hành động của mình, và bây giờ Ngài đang tìm kiếm niềm ứng chấp thuận của Thiên Chúa. Trong thời của Chúa Giêsu, người Do Thái nói về cái mà họ gọi là Batko, có nghĩa là con gái của giọng nói. Vào lúc đó, họ tin vào một chuỗi các tầng trời. Trên tầng cao nhất là nơi Thiên Chúa ngự giá trong ánh sáng mà không một người nào có thể đến gần được. Rất hiếm khi các tầng trời mở ra và Thiên Chúa cất tiếng. Nhưng đối với họ, Thiên Chúa ở quá xa, đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng vọng của lời Ngài mà thôi. Đối với Chúa Giêsu, tiếng ấy đến thẳng tới Ngài.
theo như cách Marco kể chuyện. Đây là một kinh nghiệm riêng tư mà Ngài đã có, chứ không phải là bất cứ sự tỏ lộ nào cho đám đông. Tiếng từ trời không nói: "Đây là con yêu dấu của ta", như trong Matthew chương 3 câu 17. Tiếng ấy nói: "Con là con yêu dấu của cha", nói trực tiếp với Chúa Giê-xu. Lúc nhận phép rửa, Chúa Giê-xu đã đệ trình quyết định của mình lên Thiên Chúa, và quyết định đó đã được chấp thuận cách chắc chắn. Thứ tư, đó là thời điểm của việc trang bị, hay còn được gọi là equipment. Vào lúc đó, Thánh Thần đã ngự xuống trên Ngài. Có một biểu tượng chắc chắn ở đây. Thần khí ngự xuống như một con chim bồ câu đậu xuống. Sự mô phỏng này không được chọn một cách tình cờ. Chim bồ câu là biểu tượng của sự dịu dàng. Cả Matthew và Luca đều nói về lời giảng dạy của Gioan. Như trong Matthew chương 3 câu 7 tới câu 12, hoặc trong Luca chương 3 câu 7 tới câu 13. Thông điệp của Gioan nói về chiếc rìu đã để sẵn ở gốc cây và sự sàng lọc khủng khiếp về ngọn lửa đang thiêu rụi. Đó là thông điệp của sự diệt vong, chứ không phải của tin mừng. Nhưng ngay từ khởi đầu, bức tranh của thần khí được ví như chim bồ câu là bức tranh của sự dịu dàng. Ngài sẽ chinh phục, nhưng sự chinh phục sẽ là sự chinh phục của tình yêu. Dịch theo William Barclay, The Gospel of Mark, từ trang 18 tới trang 21.